kênh Cần Thơ cái sự kính chào quý bà cô chú anh chị, chào mừng quý bà đã trở lại với kênh ha. Hôm nay tiếp tục đưa về không khí xuân, không khí Tết tại đường qua Hoàng Nhân Thụ đó quý bà cô chú anh chị. Những cái video trước đó quý bà quay về buổi trưa đó, hình ảnh thì nó rõ nét đẹp, cô chú dễ lựa bông hoa Tết, nhưng mà bù lại là không có khách tại vì nắng nóng quá đó, đâu ai ra được. Nói chung là lửa giống như là nóng như thiêu như đốt, không ai ra. Hôm nay đi buổi tối, chỗ cái đoạn Hoài Nhân Thụ á, ngay cái bờ kè vừa làm xong đó, đưa vào sử dụng liền. Ở đây qua kiển Tết cũng khá là nhiều, và cô chú đi chợ xuân, chợ Tết cũng khá đông ha. Thì mình đi một đoạn cho giới thiệu cho cô chú xem ha. Ở đây thì thấy bán hoa mai đó, có để giá nè, ví dụ như cây này 600 ngàn nè, 600 chung mini cũng vừa tầm chơi ha. Đây đặc biệt cái khúc này là hoa mai không nha cô chú chị, mai vàng, mai vàng. Cây này để giá 8 triệu nè, chung đủ loại giá hết rồi quý cô chú ơi. Tháng mai đấy anh không có chở hả? Chở. Có những cái gian hàng che chạy luôn ha, ngủ ban đêm luôn, có đèn luôn ha, ngủ dưỡng luôn. Mua mai đi chú ơi, đừng lại che mai, mua ủng hộ đi chú ơi, 500-700 ngàn một chậu á. Vậy cũng đầy đủ mức giá luôn em. Dạ đúng rồi. Đầy đủ giá chứ. Có niêm yết giá luôn quý ông bà ơi. Đây, dạo vườn rồi đây. 500-700. Mua mai đi cô chú ơi, 500-600 ngàn, 700 một chậu á. Đây là mai giáng đường á. Ok, 500-700 rồi. Xe mai đó anh chị ơi. Có đủ loại giá. Mai Tết, mai Tết nha, đủ giá luôn. Bông rồi nút nụ có hết nha. Ghế xe mai đi cô ơi, 500-700 ạ. Trời tiết mát mẻ thì dạo đường qua đường xuân Tết ha, nói chung là rất là ok. Quá trời, ở đây vô những cái chậu to to nè cô chú, có những cái chậu vô sẵn luôn đem về chơi Tết thôi. Khu vực này là chuyên về mai, chuyên mai ha. Còn cái đoạn phía trong đường Quỳnh Cương á, thì những cái hoa kiển, vạn thọ, rồi cúc. Còn khu vực này là chuyên mai. Rồi chào ông chủ ơi. Dạ bán mai không? Dạ. Để ha. Dạ. Có giá cả đồ cho bà con mua hết á ông bác. Giá hôm nay thấy thời điểm mà mới lập mà giá gì cũng được. Dạ. Quyết định là tại cho con xin đó. Cho chút xíu giá rồi. Ví dụ như cây ông đang cắt này là giá nhiêu ạ? À? Cây này em đang cắt hả? Cái này khoảng 1,5 triệu đó, trở lên đó. Khoảng 1,5 triệu ha. Thì cũng vừa xài mà vừa người bán luôn. Dạ. Không kìa, lượng khách hàng của ông nhiều chưa? Tôi bán 50% rồi, nhờ bán cho thương lái đi. Dạ. Lái các nơi lại người ta mua, người ta đi bán á. Dạ. Vậy là cái lượng hàng ông bán cũng được nhiều ha. 50% rồi đó. 50% rồi. Dạ. Mà còn lại là mình bán lẻ chứ, mình nhờ là bán cho thương lái á, ta đếm ta đi bán chỗ khác á. Vòng vòng đây là cái giá nó giống giống nhau hả Sơn ông? Dạ. Cái mai tàn này là một chỗ một luôn. Một chỗ một luôn. Của Hậu Giang. Của Hậu Giang. Của Châu Thành Hậu Giang, của tác giả mai Châu Thành Hậu Giang. Dạ.
vòng vòng quảng thụ dưới bờ hồ dưới phía bên kia là nếu mai gì có là biến mai động của... giá giữa năm rồi với năm nay gì không ông? Cái giá cả năm nay cũng như năm rồi à chú ơi. Như năm rồi luôn. Dạ. Dạ. Vậy là nếu mà khách lên mua là chỉ chở về là chơi tưới nước chơi thôi ha. Đầy đủ chân ha ông đó, kỹ thuật có hết ha. Về bông đồ chỉ ngày có thì... luôn. Một ngày cho nó cử nước thôi. Ngày cử nước. Thì nó có bông nó rút nước hay lắm. Dạ. Vậy là nguyên cái lô của ông là giá khoảng tầm 1,5 triệu ngoài là có ha. Từ 700-800, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cũng có luôn. Dạ. Có nhiều cỡ, ví dụ nhà người ta nhỏ thì mua cây nhỏ, nhà lớn thì mua cây lớn. Dạ, nói chung là đủ cỡ, đủ cỡ hết. Đủ cỡ hết á. Dạ, dạ, rồi con cảm ơn ông nhiều ha. Dạ. Chúc ông sức khỏe bán đất nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn, chúc sức khỏe ông luôn. Rồi mình tiếp tục đi quý cô chú ơi. Có che chạy rồi có võng rồi văng luôn ha. Đốt đèn luôn, nói chung là cũng khá vui. Đó. Còn ở đây bán hạnh ha, cây hạnh. Tết nha quý bà cô chú anh chị. Ban đêm nói chung mát mẻ, rất là thích quý ông bà. Chào bà chủ ơi, bán hạnh ha. Quay chia sẻ cho cô chú một số cái thông tin ha, giá rồi cho em xin một số loại thông tin ha. Dạ. Giá cả rồi đó. Giá dạ, trời không, ơi không hỏi giá rồi chứ không có không gì. Có nhưng mà anh biết gì không anh quay mấy chút kia đi trời ơi không, em không biết nói gì hình, đâu không có quay hình hỏi giá thôi, ví dụ như cái cây này mình giá nhiều vậy không quay hình cũng không sao nhưng mà anh biết cái gì không hỏi quay mấy cái lô kia người ta dạ, đẹp dạ, được không sao để đem tiền hình nó kém không có lên hình chỉ hỏi giá thôi ví dụ như cây này giá nhiều vậy bà chủ. Dạ cây này 1,5 triệu hả anh. Cây này 1,5 triệu ha. Dạ thấy nó có màu sắc rồi đẹp quá ha. Dạ dạ làm được vậy cũng cực lắm anh. Dạ nhà vườn mình ở Bến Tre hay sao vậy bà chủ? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Năm nào mình cũng qua đây chỗ này luôn ha sao? Dạ, năm nào cũng bán ở đây. Dạ. Nó có nhiều mức giá khác nhau hay là chỉ là dạ cái... nhỏ lớn khác nhau chứ. Cây này là 1,5 triệu, rồi cây dạ. Ngoài này. Cây đó thì 2 triệu. Cây thì... này 2 triệu. Dạ, tùy theo. Xài trái quá ha. Quá dạ. Xài trái. Dạ. Là cây này là chiều nhiêu? Dạ, cây đó 2 triệu. Cây này 2 triệu. Dạ. Rồi ví dụ như khách đến mua rồi mình chở về nhà cho khách luôn hay là khách tự chở? Dạ không, khách tự chở chứ đâu biết nhà người ta đâu thì mình cứ bớt tiền vậy. Bớt tiền xe ha. Dạ. Ví dụ vậy mình đi chở hả? Chung ở đây cũng còn khá nhiều ha, dạ. Nhiều hàng lắm quý ông bà. Cũng hỏi giá một số cái thông tin ha, nói chung là mặt hàng về hạnh rồi chân rồi nói chung là cũng khá là ok quý ông bà cô chú chị cũng tầm dễ chơi ha, chịu ngoài trái khá lớn khách ban đêm đi cũng khá nhiều luôn. Rồi mình đi tiếp theo ha quý ông bà cô chú anh chị. Rồi em cảm ơn đi luôn chị ơi. Rồi. Rồi hạnh mai ha, nói chung là có đầy đủ luôn. Đường qua Tết, đường qua Xuân nha quý ông bà.
đây là có mai luôn. Quá trời nút nụ rồi quý ông bà. Đó, nguyên đoạn này luôn. Mai cho Tết em. Dạ, mai cho Tết. Giá rồi cây rồi nhiêu đâu? Dạ, giá dao động thì từ là 5 triệu cho tới 30 triệu anh. Nhiêu nhiêu cây, cây thấp nhất nhiêu? Dạ, giá dao động là từ 5 tới 30 triệu. 5 tới 30 triệu. Dạ, còn vô chậu một hết số ha. Mai cũng như là mai vườn thì là từ 1 triệu ngoài cho tới 5 triệu. Đủ giá cho anh. Đủ giá cho. Dạ dạ đủ giá hết. Rồi hôm nay khách đồ có nhiều chưa em? Dạ, hàng nhiều chưa? Dạ nhiều, anh bán thì cũng được mới rồi. Được chờ, mới hả? Chờ chuyến đi. Ok, vậy là quá tốt rồi, vậy là quá tốt rồi. Dạ. Khách hàng là cũng có nhiều ha. Dạ, okay. Khách hàng là nhiều anh. Từ 25 trở đi là khách mua mới bắt đầu mới nhiều hơn. Bắt đầu mua nhiều ha. Dạ. Bắt đầu nó nở ra những cái nút nụ như vậy nè, nó mới hấp dẫn nè. Dạ, dạ. Mới đầu lên nó chưa ha. Dạ. Hiện tại có nè. Dạ. Cây nào cô? Cây đó là sáng thì đủ rồi. Rồi ok, cảm ơn em á. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ mắc thôi, tại nó bự thôi. Con chạy đây cái cô thôi nha. Rồi đi. Chung thấy khách hôm nay đã là tối của 25 Tết rồi đó, thấy khách lượng nhiều đó quý bà cô chú anh chị. Mai vàng nha quý bà. Ồ quá trời. Nút về cho. Cây này quá xá. Càng ngày khách càng đi nhiều nè cô chú chị có. Lượng khách bắt đầu đông lên ha. Cá là vui buổi tối và không khí nó mát. Nhân dịp năm mới đầu xuân cũng chúc sức khỏe quý ông bà cô chú anh chị. Sức khỏe và sức khỏe đón chào năm mới 2023. Chia sẻ một số hình ảnh về giá của đường qua Tết qua xuân của Hoàng Nhân Hữu quý bà cô chú anh chị. Trên kênh YouTube để chia sẻ cập nhật giá rồi cho bà con mình ở Cần Thơ mình biết đó chị. Giúp anh là tên gì? Cần Thơ Ký Sự á. Đúng rồi, chị mở YouTube ra. Cần Thơ gì anh? Cần Thơ Ký Sự. Rồi khách hàng đến mua nhiều chưa chị? Dạ hỏi nữa. Thì chị cứ nói đi, đâu có gì đâu. Bán được nhiều chưa? Khách nhiều chưa đó? Dạ nhiều chứ, nhiều chứ. Tại vì em nhìn sơ qua thấy nhà vườn chị làm mấy cái này đạt quá nè, trái nhiều nè. Dạ. Dừa to, trái sai, trái rồi đạt nữa. Ừ. Nè, trái to không à. Đồ đẹp với lại ít đồ lắm anh. Ít đồ. Dạ, ít rồi thời tiết thuận lợi vậy không? Dạ cũng được, cũng thuận lợi anh. Cho nên năm nay nó có ít đồ.
lên đây á, tại vì mấy năm bệnh đó người ta sợ bán được á, nên chúng ta hạn chế ba làm. Rồi cái lượng hàng của chị lên mấy ngày rồi, lượng khách là nhiều chưa? Mua nhiều chưa đó? Nhiều rồi ha. Dạ. Lên nay bữa 22 tới giờ. Vậy là cũng chúc mừng chị ha. Nói chung là vậy là cũng ok rồi đó. Dạ. Sợ dịch bệnh rồi người ta còn ngại đó. Dạ. Ta chưa có lên. Vậy là mừng. Dạ. Vậy là đạt ha, đạt. Rồi ok. Rồi chị cứ mở kênh ra xem á. Chia sẻ cho chị rồi đó. Rồi ok, chia sẻ giùm nhà vườn đó, khách bắt đầu đi đông rồi đó quý ông bà cô chú anh chị. Ra đây mà có cái ghế ngồi ha, nhâm nhi ly cà phê nữa là thôi xem khách rồi thoải mái luôn. Chiều mà khi mà cơm nước xong rồi, công việc xong rồi đó, vừa chập tối đó, chúng ta gạo bước lên những cái đoạn đường bờ kè này, hai bên là từ Nguyễn Giải đi vô, nói chung là hai bên luôn chứ không phải là một bên, là đi dạo cặp bên đây đó, có đường qua kiến đó rồi vui nhộn lắm quý ông bà cô chú. Chung thấy nhà vườn hỏi mấy hộ đây bán được thì cũng vui ha. Đó. Khách đi cũng khá đông. Ban ngày nắng nóng nhưng mà vắng. Rồi chào chị luôn, chào bà chủ luôn. Nhà của anh cô chú này ở gần cái chỗ này cũng có lợi thế ha. Mỗi khi Tết đến xuân về đó được ngay cái đường qua này, khỏi đi đâu hết, chỉ bắt ghế ra trước cửa thôi, nhâm nhi ly cà phê, uống ly trà thôi, xem bà con cô chú anh chị mình đi du xuân ha. Đó, cái lượng xe khá đông, càng ngày càng đông lên. Nhắc lại cái đoạn này là chỗ cầu Ba Khía quẹo xuống đó cô chú anh chị, là mai không ha, mai vàng chăm luôn. Ngoài lộ mai không có lộ khác. Cũng chia sẻ giá cả cập nhật cho nhà vườn nha quý ông bà, để thuận tiện buôn bán ha. Là đi chậm nhất có thể để có những cái thước phim nó không bị rung lắc cho cô chú xem nó khỏi mỏi mắt. Trời ơi, chơi sân á. Dạ 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 dạ.
khá là vui nhộn ha cô chú anh chị. Đường qua sinh, đường qua tết của Hoàng Văn Thụ. Hẻm 83 dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ, đường Hoàng Văn Thụ. Ở đây có dạng họ luôn quý ông bà. Có dòng người khá là đông ha. Rồi một số hình ảnh đường qua sân, đường qua tết của Hoàng Văn Thụ chia sẻ đến anh chị cô chú gần xa. Không khí sân, không khí tết tại thành phố Cần Thơ. Chúc sức khỏe quý ông bà cô chú anh chị. Đông càng ngày càng đông lên quý ông bà. Cũng tiếp tục hạnh ha, hạnh. Rồi hẹn gặp lại quý ông bà những video tiếp theo ha. Quý ông bà cho xin một like video để khích lệ tinh thần ha. Tạm biệt và tạm biệt, hẹn gặp lại quý ông bà luôn.